khám sức khỏe và những điều cần biết với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Lịch công dân nhập ngũ năm 2022 vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2022, nhưng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, người đủ tuổi đã phải đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các địa phương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để sắp xếp lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho phù hợp. Khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân có nghĩa vụ có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe ghi trong giấy gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu không có mặt để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công dân có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng nếu không có lý do chính đáng. Trong đó, lý do chính đáng là một trong các lý do sau: bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn, bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng, bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ. Nhà ở của công dân hoặc nhà ở của thân nhân nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Không nhận được giấy gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc do hành vi của người khác. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 21 luật nghĩa vụ quân sự quy định thời gian phục vụ trong thời bình là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Những quyền lợi được nhận khi đi nghĩa vụ quân sự và khi xuất ngũ. Phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi thì được nghỉ phép hàng năm. Thời gian nghỉ là 10 ngày, không kể ngày đi và về, và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, được cấp 4 tem thư tháng, giá tem thư theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và được cấp cùng kỳ phụ cấp quân hàm hàng tháng. Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ theo quy định hiện hành. Nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, độ tuổi thì được tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng và được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành. Được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lại được tính như sau: dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ, từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở, từ trên 6 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở. Nếu tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 0 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Được trợ cấp tạo việc làm bằng 0 6 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.